đồng mạng cũng khá hay, tinh mắt. Cộng đồng mạng là bắt mặt em đúng lắm đây, cho mọi người nhận thức chi tiết. Cảm ơn cộng đồng mạng. Ở ngoài đời em hiền lắm thật. À, thật à? Thật, ở ngoài đời em hiền lắm. Em xin được dí anh Nguyễn Thanh Tuấn, wow. Nhất Tư Ti. Là với Tân Linh, em thấy nó ra khá nhiều những cái melody nó gọi là uốn lượn. Nhưng mà có áp lực hơn không? Cái câu hát là khi anh qua thung lũng á, chị muốn em freestyle bắt đầu bằng câu đó. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi được bàn chân. Chị nghe nói MCK có từng nói là mình phải freestyle hàng ngày, phải tập luyện nó hàng ngày, nên là chị đã muốn test khả năng freestyle của em một chút. Ai bảo cái đấy? Em bảo, và em còn nói các anh em là chúng ta phải freestyle, phải có từ điển từ hàng ngày, chúng ta tạo một cái từ điển riêng của chúng ta thôi. Bạn luyên thuyên lắm lòng ạ, bạn luyên thuyên lắm. Sao anh em, MCK? Ok, trước hết là có một cái câu hỏi mà chị nghĩ là có rất nhiều fan thắc mắc là MCK chính xác là sinh năm bao nhiêu? Về thông tin của em ở trên mạng thì thật ra bây giờ đang tồn tại cả hai thông tin và mọi người thường hay rất là băn khoăn. Xác là em sinh ngày 2 tháng 3 năm 1999, tuổi Mão, kỷ Mão, mệnh là mệnh thổ, đất đầu thành. Để nhìn lại đúng không? Để em xem mà. Mình được gì và mất gì? Nhìn lại chặng đường đấy thì nó cũng khá là dài đấy, khá là nhiều nhạc phẩm đúng không? Đúng rồi. Em thấy là được nhiều hơn mất, thực ra mất chỉ là mất mất thời gian, mình được nhiều lắm, được quá nhiều thứ, được tiền bạc, được gọi là sự nổi tiếng. Nhưng mà đi đôi với sự nổi tiếng thì sẽ mất một số thứ. Cái đấy thì có lẽ cũng là đánh đổi mà ai cũng phải chấp nhận thôi. Thế nên là mình cũng chấp nhận rồi thì nó cũng không phải là cái mất mát gì đấy quá to lớn. Thì đây thì có phải là ngơ là như này đúng không? Ngơ là sẽ cầm đây hát đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì em thấy là sau một thời gian cầm đàn đi đánh khắp nơi thì em thấy là mình không đổi mới, mình làm một cái gì đấy nó khác, tìm đến được hip hop các thứ. Sau những chuỗi ngày trau dồi rèn luyện thì tất nhiên là mình cảm thấy mình tốt lên, mình pro hơn. Pro. Kỹ năng nào là pro nhất? Em chả biết nữa. Có thể là cái độ feel, độ cảm nhạc thôi. Để mà nói về cái kỹ năng thì núi nào cao rồi cũng sẽ có núi cao hơn đúng không? Mình chưa tự tin dám nói là mình đẳng cấp ở điểm nào. Có làm producer không? Em nghĩ đấy là một ý tưởng hay. Nhưng mà sau khi mà em nghịch ấy, em thử đao FL hay là Ableton về để thử nghịch mấy cái sample ghép lại với nhau thì nhận ra là thôi. Đấy là mình nên rap, nên viết nhạc thôi. Vì cái đấy thực sự là nó quá là cần tốn thời gian để mình học, để mình hiểu được và mình có thể áp dụng được vào trong cái đấy. Với cả mà em, nhớ đâu em mà làm producer nữa, mà em lại còn tự rap nữa thì lấy đâu ra công việc cho các anh em của em? Phải có người làm việc này tốt, người làm việc kia tốt thì cộng vào nó mới ra một cái sản phẩm tốt đúng không? Đúng rồi, cũng phải chừa phần cho người khác nữa. Đúng rồi. Bản thân em thì thực ra bảo nói ít collab nhưng mà cũng khá là mở lòng với các anh em under, bảo anh em nào bảo collab thì mình nhận luôn. Còn là nếu mà mình bận quá thì không thể đâu. Để nói mà collab với ai ăn đi nhất thì em không biết. Còn tiết lộ cho chị là collab nào mà em thích nhất thì là Iceman feat với thầy Sâu Bảy. Bởi vì không biết bằng một cách nào đấy thầy Sâu Bảy lại biết sinh nhật em. Thế là thầy Sâu Bảy ra Iceman vào đúng ngày sinh nhật em, như một lời cảm ơn, như một lời tri ân đến bậc đàn em. Cái đấy em thấy biết ơn. Chị cũng thấy là em có từng nói là hợp tác với Woody thì thấy vui. Woody là một kiểu anh em, kiểu những đứa trẻ trong xóm chơi với nhau ấy. Mình thích làm nhạc được bởi vì là thằng Wood nó cũng hiểu em quá rồi, mà em hiểu Wood quá rồi. Mình nói chung là cái đấy là kiểu anh em thân thiết. Chị còn collab với Tờ Linh thì sao? Collab với Tờ Linh em thấy nó ra khá nhiều những cái melody nó gọi là uốn lượn. Nhưng mà có áp lực hơn không? Bảo là áp lực hơn thì không áp lực hơn, nhưng mà được một cái là Tờ Linh luôn làm em bất ngờ bởi những cái melody đấy, nó có một cái gì đấy nó mới quá, đến cả mình nghe xong mình thấy ôi cái này ở đâu ra. Em là người thích cái mới, cái nào càng mới càng dở hơi thì em có khi lại càng thích, nhưng mà nó phải hay. Tờ Linh lại đáp ứng được cả hai cái đấy thì tuyệt vời quá, cảm ơn, đẳng cấp.
Hiện tại trong trong thời điểm bây giờ thì em chưa ý tưởng gì cả, bởi vì em còn đang bận album. Nhưng mà về sau thì chắc chắn là sẽ có. Nếu mà còn đi tiếp với nhau thì có thể là các bạn sẽ được chiêu đãi bởi những cái thứ âm nhạc nó vượt tầm, nó lại mới quá. Không biết là các bạn có ủng hộ không, nhưng mà đấy. Vinh dự ạ, cảm thấy rất là vinh dự. Nhà bấm vào xem thấy toàn KICM với quân AP thì chắc chắn là mình không chiến được rồi, mình không chiến nổi rồi. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Thì em cũng rất là cảm ơn MTV. Bọn em chỉ làm nhạc thôi. Còn anh Phương Vũ anh lo hết, anh bảo là để đấy, anh lo. Trước đó thì em có hợp tác với anh Phương Vũ lần nào chưa? Em được làm với anh Phương Vũ là sản phẩm đầu tiên là Thủ Đô Cypher. Đấy bảo làm anh em làm chơi 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 thôi. Backstage rủ làm, còn ok, làm chơi. Mà chơi nào lại tự nhiên mấy chục triệu view, không hiểu, không hiểu, không hiểu. Mấy anh em bắt đầu kiểu, ồ, như anh em làm đúng rồi, đấy, anh em làm tiếp thôi. Đấy, anh em cứ tiếp tục thôi. Bam 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 liên tục. Hôm bữa chị vừa có coi hình như nó đạt được 36 triệu view hơn rồi đấy. Đấy, nó là đẳng cấp. Ý tưởng là đầu tiên là của em, bởi vì cái lúc đấy là anh Tùng ra cái MV Chúng Ta Học Hiện Tại ấy. Nghe đoạn đầu nghe cuốn quá, mấy ngày không thoát được, thôi hay remix nhỉ. Đấy thì em cứ nói em để đấy thôi, nói cho Tlinh biết là để đấy. Xong tự nhiên mấy ngày sau tự nhiên thấy Tlinh bật con beat lên, là beat to pill đánh, bật con beat lên và ô thế bài này là của em hay của anh. Thế là cũng xảy ra một vài gọi là một vài tranh chấp hả? Một vài tranh chấp bảo là thôi được rồi thì đấy là của em, nhưng mà thế nào cuối cùng Linh lại đưa em vào đấy bảo là thôi anh ngắp đi, à, của anh. Chu Piu là producer cho bài này hả? Chu Piu là producer, cũng là một người anh em chơi chung cả bọn em, cũng ở Hà Nội luôn. Bài Gái Độc Thân của Tờ Linh là cũng Chu Piu. Chính xác, là một producer rất tài năng, năm 98, là cách bọn em 1 năm. Tất nhiên là cái đấy phải đến từ cả hai, anh Phương Vũ đề xuất nhưng mà đồng ý hay không thì là do em đúng không? Thì đấy, là em cũng chọn cái phương án đấy, em bảo ok, chất đấy, chồng bảnh đét, thế là anh em bổ rồi. Em chọn cái đó là vì cái đó nó tương đồng với hình ảnh của em trong nhạc, hay tương đồng luôn với cả hình ảnh của em ở ngoài đời, cái sự chất chất chọi chọi ấy. Chất chất chọi chọi à? Chắc là trong nhạc thôi nhỉ? Đây phỏng vấn đấy, chắc trong nhạc thôi chị ạ. Ở ngoài đời em hiền lắm thật. À, thật à? Thật, ở ngoài đời em hiền lắm. Mà vô nhạc cái là chọi liền. Thấy mọi người hay comment là em là vào nhạc là coi như là như mấy chém vậy á, hét ra lửa. Họ trêu thế thôi chứ thực ra ở ngoài em ngoan lắm. Flex thử xem sao, nếu mày thực sự nghĩ nó đưa mày lên cao, đừng dạo lô rằng mày sống ở trong phèn hào, cũng đừng khoe bạn mày là mày quen tao. À, ở ngoài em ngoan lắm, ở ngoài đời em hiền lắm. Tại vì chị thấy em cũng có diễn đó chứ, đánh giá thử coi là ngoài khả năng rap của mình thì còn khả năng diễn xuất cho MV thì mình thấy như bao nhiêu điểm? Khả năng diễn xuất ở khả năng diễn xuất thì sẽ mình sẽ đi từ từ lên đúng không, tăng tiến dần dần mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà để là bây giờ đánh giá em hồi đấy thì em sẽ chỉ cho Thằng Long hồi đấy 3 điểm trên 10. Thí dụ như có một người mời tham gia MV nhưng mà không phải là collab mà là mời em làm nam chính trong cái MV đó, em nghĩ sao? Tùy chứ chị. Thì thí dụ như họ thấy em chuyển ok và họ thấy em hợp với cái ý đồ của nam chính mà họ mời thì em có nghĩ là mình sẽ thử sức không? Nếu mà nhạc hay thì em đọc. Tất cả vì nghệ thuật mà. Ở trên Instagram á, chị thấy em có để một cái tên khác là Uzumaki Narutobako, thì có thể chia sẻ một chút cái trên Instagram của em á. Nát rồi chị ơi. Thằng nào chị? Thằng nào chị thấy rõ ràng. Cái này là hình như là có sự tiếp tay của hacker rồi. Không phải đâu chị ạ, hình như là nhầm lẫn gì đấy thôi, chứ em không biết là cái tên đấy từ đâu ra. Thế thì em phải coi lại liền Instagram của em đi nhé. Tối tôi khắc phục ngay. Nhiều nhất chị em không biết, nhưng mà bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới và ở trong nước luôn. Kiểu mình cứ nghe âm nhạc người này mình thấy hay ấy, mình ngưỡng mộ họ, xong rồi mình có thể học hỏi những cái đấy từ họ, xong rồi mình mix lại của rất nhiều người thì mới ra cái riêng của mình. Bây giờ thì cũng không nghe Lưu Pump nhiều lắm, chưa ra cái gì mới. 21, Nafla, đấy cả châu Á cả châu Úc, Kết Em nhiều, nói chung là nhiều lắm ạ. Thì cũng đúng đi. Là mọi người mặc đúng đúng không? Thì cơ bản là em kiểu học hỏi từ rất nhiều nghệ sĩ, thế nên là mình cũng không không thể định hình được
chắc chắn đấy là mình học theo ai, mình chỉ nghe và mình học hỏi thôi, mình appreciate cái đấy. Nghĩa cũng khá hay, cộng đồng mạng cũng khá hay, tinh mắt. Cộng đồng mạng là bắt mặt em đúng lắm đây, cho mọi người nhận thức rất chi tiết. Cảm ơn cộng đồng mạng. Trên cương diện của em thì em thấy cái đấy khá đúng, tức là người ta bị đặt ra nhiều cái thể cho âm nhạc quá nên là họ mới thấy là cái này nghe lạ quá, thôi có khi là nó không phải âm nhạc, nó là cái gì đấy khác. Thực ra em chỉ muốn nói là âm nhạc thì nó có thể là bất cứ cái gì, có thể là giọng của mình, có thể là nhạc cụ, có thể là nhiều tiếng động khác nhau, nhưng mà ghép vào để ra một bản nhạc hay thì cái đấy mới khó, cái đấy cần cái sự trau chuốt của người nghệ sĩ. Em rất là ủng hộ việc có một bảng xếp hạng để làm gì, để sản phẩm âm nhạc của những người nghệ sĩ trẻ hoặc là những người nghệ sĩ có thể là có tiếng nói rồi thì họ được nhìn nhận một cách đúng đắn, và để cho những người khán giả ấy, họ có một cái gì đấy ý kiến của chuyên gia ấy, để họ bám theo, họ có thể hiểu hơn về cái văn hóa và cái nền âm nhạc này nó là như nào. Thế thì theo em là hãy reduce lại cái tác động của khán giả lên cái bảng xếp hạng đi một tí, khán giả chiếm 50%, có thể là như thế đi. Bên cạnh đấy thì thêm những cái ý kiến của những người trong ngành, những chuyên gia, chuyên viên, pháp sư, đường viên của làng nhạc rap chuyên môn hơn vào đấy để có cái tính khách quan, nói chung là nhiều ý kiến thì thì em nghĩ là sẽ ok. Nghĩ thế thôi chứ thực ra mà nếu mà để cho em làm thì em chưa biết làm nhạc, phải cái suy nghĩ của mình thôi. Cũng khá khá quen rồi, dần dần rồi. Đã tôi luyện được cái ý chí sắt đá này rồi. Bước lên đỉnh cao mới hả? Đúng rồi, bước lên một cái achievement mới. Nói chung là em nghĩ là cũng không sao. Nói chung là những cái thứ đấy ở trên mạng thì coi như là mình cứ giữ nó ở trên mạng, mình không mang nó vào tâm trí mình. Hồi trước là em bị mang nó vào tâm trí mình nhiều quá nên là mới xảy ra nhiều những cái tiêu cực, những cái lỗi lầm đấy. Thì sau đấy thì tất cảm ơn là đã làm tôi nhận ra là không nên như thế, chúng ta có một cách giải quyết hay hơn. Đấy. Thực ra thì đây em chia sẻ với chị thân mật. Đấy là thứ nhất. Thứ nhất là tại sao một người có thể chơi sâu về lyric là bởi vì người ta có quá nhiều vướng bận trong đầu, là cái thứ nhất. Giống như em hồi trước ở Nhật thì em có quá nhiều thứ để em nói luôn, nhưng mà lúc đấy thì người ta chỉ chiết ra được một ít cái để mà nói thôi. Đấy là cuộc sống bắt người ta như thế. Chứ còn bảo bây giờ thì tôi đang vui này, ông bắt tôi viết nhạc nhiều suy nghĩ, thế là như nào? Khó. Khi vui thì người ta thích nghe giai điệu, còn khi buồn thì người ta thích đọc lyric. Em có thể đúc kết ra được một cái như thế khá chung, một cái khá chung thôi nhá. Cái parem khá chung của em chứ không phải là của mọi người. Đấy là phần một nhá. Thế còn việc rap không rõ lời thì cái đấy là do, không phải là do nhá, không phải là đột tăng. Em thấy em rap khá rõ lời đấy, chứ không phải là không rõ lời đâu. Do góc nhìn của mỗi người thôi, với cả là do cái thể loại. Thực ra em nhiều lúc em cũng muốn tự biến cái giọng của bản thân thành một cái gì để nó lè nhè, nó không rõ, để cho người ta cảm nhận cái melody, chứ không phải là người ta cứ chăm chăm là người ta nghe xem mình đang nói cái gì thế. Thì khi mà mình chơi thể loại nào, mình muốn boost cái thể loại nào đấy lên, thì mình cũng phải trọng vào cái đấy, mình nâng nó lên. Chứ còn bảo bây giờ bảo chơi lyrical mà lại lè nhè thì cũng không được, đúng không? Chắc chắn là không được. Mà chơi melodic mà lại rõ lời quá thì mất đi độ bay. Nói chung là dung hòa, hãy dung hòa mọi thứ. Nhưng mà cái đấy thực sự là rất khó. Em cũng chưa biết cách để thực sự dung hòa mọi thứ như nào. Em chỉ cố gắng để làm ra một cái gì đấy em coi là hay và em nghĩ là mọi người sẽ thấy hay thôi. Cái câu hỏi này là ngay sau khi em vừa đặt tên cho fan cup của em được 2-3 tuần gì đấy. Đấy, thì em đã quyết định đặt tên cho fan club của em là CBD. Không phải là CBD là chú bé đần. CBD ở đây là C là biển, BD là Blue Diamond, có nghĩa là Ocean Blue Diamond, kiểu thế. Là màu xanh đại dương. Tại sao em lại nghĩ đến cái hình ảnh biển? Xanh đại dương. Thì em lấy, nhớ lấy là hình tượng là con cá mập rồi. Cá mập sống ở biển rồi chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ lẽ sống ở ao. Bây giờ đã là... kể cả trưa thì em vẫn phải ra nhạc thôi đúng không? Câu hỏi đấy là cuối năm nay chúng ta sẽ được giải đáp bằng một cái màn chiêu đãi, viết beat đãi cả làng. Bởi vì bây giờ vẫn đang trong giai đoạn là chọn lọc và mastering các thứ các kiểu, mixing, mastering và chọn lọc. Nhưng nó sẽ có khoảng tầm 13 bài, khá là ít so với những nghệ sĩ quốc tế, nhưng mà
Ở Việt Nam thì em thấy một con số đấy cũng là một cái gì đấy đấy, không phải là ít. Tại vì em ra và album vào cuối năm. Cuối năm thì sao? Cuối năm thì là mùa đông. Theo chị, mùa đông cần cái gì nhất? Cần sưởi ấm hả? Đúng rồi, cần hơi ấm. Cần hơi ấm thì có nghĩa là khá khá giống với tình yêu. Thế thì đấy, em sẽ để cho thời tiết tạo cảm giác là tôi cần yêu cho các bạn trẻ. Rồi em sẽ tung cái album Tôi Đang Yêu cho các bạn trẻ nghe, để các bạn có thể chìm đắm vào trong cái tình yêu mà thời tiết tạo ra. Nó sẽ là một cái gì đấy pha trộn giữa bossa nova, có cả summer vibe, có rất nhiều thứ trộn trong đấy, có cả latino, bossa nova latin đấy, kiểu kiểu thứ. Thì thực ra các bạn cũng chưa biết là có những khách mời nào để làm bài fit với cái album này. Thì đấy, thì em xin bí mật cái này, khi mà ra thì các bạn sẽ ồ ngạc nhiên. Thế nào cho chị thêm một cái tên được hả? Một cái tên thôi à? Hai bây giờ dí đi. Hai bây giờ dí, em xin được dí anh Nguyễn Thanh Tuấn rất tự ti. Nhưng mà chưa xác đâu nhá, cái quyết định có tham gia hay không là quyết định của anh Tuấn, còn em chỉ là gửi lời mời thôi. Ok, rất đáng mong đợi, chị mong là lời mời này sẽ có sự hồi đáp trắng tình chứ. Phải dí đi, dí chết anh Nguyễn Thanh Tuấn. Ôi em đùa ấy, em rất yêu anh Nguyễn Thanh Tuấn thật. Em yêu anh lắm. Tình đổ điếu. Ồ, chết. Rồi nói như thế thôi thì fan cũng đã biết rồi đấy. Thôi, em có cảm thấy áp lực không? Áp lực à? Đến album này thì em có cảm thấy áp lực là mình phải vượt qua được những cái bóng của mình trước đó không? Áp lực để mà một nghệ sĩ indie làm một cái album. Em thấy là cũng khá đau đầu. Đầu tiên là mình tự viết này, tự viết 13 bài, tự lựa chọn màu sắc của beat, xong rồi gửi đi cho producer làm beat, gửi vocal cho producer làm beat, gửi vocal cho mixer mix, và gửi cái đống đấy cho một anh khác để master và để xong công đoạn đấy, thì nó mới ra một cái làm hơn một chục bài, tức là lặp lại cái quá trình đấy hơn một chục lần. Thì một người thì có vẻ như là hơi quá tải, cảm thấy cũng hơi áp lực phết. Nhà mình có thời gian, em nghĩ là thong dong làm thì cũng xong thôi. Còn về cái bóng của em thì ra thì em không sợ lắm, bởi vì chính vì cái bóng đấy thế nên em mới chọn là mỗi bài em làm một cái màu sắc khác nhau và đi một hướng khác nhau thì không sợ. Album này chị cảm thấy là MCK cũng đang khá là hào hứng với nó. Quá là hào hứng khá. Đây là đầu tiên em làm cái album đầu tay, phải hào hứng rồi, bắt buộc không có đi. Điều mà MCK muốn làm nhất trước năm 30 tuổi: A. Lấy vợ. B. Có một tour biểu diễn riêng. B. Lấy vợ có thể làm sau đúng không? Lấy vợ thì em sẽ không lấy vào độ tuổi, những cái độ tuổi 30 đâu. Em phải tầm 35. Thật chứ chị thấy các bạn ở Hà Nội là có xu hướng lấy vợ khá sớm này. Thậm chí là cỡ tụi em bây giờ là có người đã lấy rồi đấy. Thì người ta đi qua thung lũng rồi thì người ta lấy. Em chưa đi qua thung lũng. Chưa lấy. Chị hơi khá bất ngờ khi em chia sẻ em dự định là lấy vào năm khoảng sau 30 ấy. Cơ bản là cái thung lũng của mỗi người nó sâu đến mức nào thôi. Còn lấy vợ thì triết lý MCK sẽ không thể nào bước lên sân khấu nếu A. đang mang dép, B. không đeo kính. Em đã từng làm cả hai cái đấy rồi. Không, cái nào tồi tệ hơn, cái nào cảm thấy sẽ không muốn lặp lại hơn? Không muốn lặp lại hơn, chả cái nào cũng cháy. mỗi cái có một kiểu cháy riêng. Không đeo kính mà cũng cháy được hả? Không đeo kính là mình còn không thể nhìn thấy khán giả cháy như nào luôn, mình chỉ thấy là nhấp nhô. Đấy, thì mình sẽ quẩy căng hết sức có thể. MCK là một người A. rất dễ khóc, B. rất dễ cười. Rất dễ cười, B. Chị cũng tin trích bạn là bài hình ảnh em khóc sướt mướt nha. Xúc động với cảm xúc nó lên cao quá thì mình phải tiết chế nó lại đúng không? Dễ cười. Điều mà MCK không thích làm nhất: A. hùa theo đám đông, B. nói lời thảo mai để có lợi cho bản thân mình. Cả hai. Hùa theo đám đông ở đây là hùa theo đám đông để mà mình có thể tấn công người khác. Chị hỏi em thế, cả hai chị ạ. Không có chuyện gì hết. Nếu như phải chọn một thôi. Nó không đúng với cả con người kìa. Bắt buộc phải chọn cả hai thôi. Bây giờ. Rồi ok, không có câu hỏi này luôn. Nếu như có tranh luận, MCK sẽ là người A. làm cho rõ vấn đề rồi mới thôi, B. im lặng nếu như người kia không cùng quan điểm với mình. Hồi trước thì sẽ là A đấy, nhưng mà bây giờ thì chọn B. Tại sao lại có một cái sự thay đổi rất là đáng kể như vậy? Vì hồi trước thì mình muốn nói cho họ để họ hiểu, họ đồng cảm với mình. Nhưng mà thôi, thì bởi vì tất nhiên là mình phải đồng cảm với họ,
thì nó sẽ dễ hơn đúng không? Thế từ mình, ok, bạn không thích tôi, ok, tôi không có chuyện bạn nữa. Thế câu chuyện. Ok, MCK thích nuôi thú cưng nào nhất? A. Chó, B. Mèo. Hồi bé thì em có ước mơ nuôi con mèo. Con mèo tai cụp mà nó rất là béo. Nhưng mà nhà em thì nuôi mèo mướp. Và cái ước mơ đấy vẫn chưa thành hiện thực. Bao giờ em chuyển ra ở riêng thì em nghiên cứu là có thể sẽ sắm một em mèo tai cụp về để nuôi. Em không thích chó hả? Có thích chó. Nếu mà em được nuôi chó em sẽ nuôi con Shiba ở bên Nhật. Trông nó cứ ngu ngu nhưng mà nó lại thông minh. MCK sẽ không bao giờ làm điều này với tờ Linh. A. Nói nặng lời. B. Nói dối. Nói dối. Các bạn tính em cũng không thể nói dối được ấy. Nói dối thì người ta sẽ biết luôn. Thôi mình chả dại gì đúng không? MCK sẽ không thích bị người khác nói gì về mình. A. Lười ra nhạc. B. Không trưởng thành. B. Chả ai lại như thế đúng không? Vậy thôi, nói chung là đến lúc mà tôi trưởng thành rồi, thực sự là đã cúi đầu được rồi, thì tôi sẽ chọn phương án là thôi các bạn muốn nói thế nào cũng được. Tôi cũng không quan trọng lắm. MCK thật chất là một người A. Nấu ăn rất ngon. B. Rửa bát rất giỏi. Cả hai. Đùa đấy, thì ra là em nấu ăn. Ở với Nhật thì cũng được được đi nấu ăn cho một cái nhà hàng. Nấu ăn là em nấu hả? Thì cũng được đứng nấu. Có. Nhưng mà nó có công thức hết rồi. Thì cũng không thể nào mà bảo là tôi có tài về nấu ăn được. Nó chỉ là một, đi theo một cái công thức thôi. Quen tay thôi. Thế nên là em sẽ chọn là rửa bát. MCK nếu như không làm rapper thì sẽ làm A. Streamer. B. Kinh doanh. Kinh doanh. Bố mẹ dạy khi thương bất phú, muốn giàu phải buôn bán. Có hình dung là mình sẽ kinh doanh đến mức nào không? Bất kỳ cái gì có thể bán được là sẽ có mặt tôi. Quyết tâm mà, quyết tâm làm giàu mà, nó là như thế. Cảm ơn các bạn đã xem đến tận giây phút này. Điều đấy chứng tỏ các bạn thực sự yêu mến và quan tâm đến tôi. Tôi xin cảm ơn kể cả những bạn nào có xem hết cái này chỉ để nói tôi như này đến kia. Không sao, tôi vẫn yêu thương các bạn nhiều lắm. Thực ra tôi cũng không cần phải nói đến cái đấy đúng không? Tôi chỉ cần cảm ơn các bạn thôi. Cảm ơn các bạn. Và cái thứ hai nữa là gì? Là nhân đây thì tôi cũng nhắn nhủ cái dự định là cuối năm tôi ra album. Tôi xin kêu gọi cái sự ủng hộ của các bạn đến với cái album này. Bởi vì thực ra đây là cái album đầu tiên của tôi. Đặt niềm gửi gắm cũng khá là nhiều. Ok. Thank you, MCK.